Chào các bạn quay trở lại kênh Handmade VN. Mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và an lành. Cứ lấy một nắm đậu đen làm theo cách này, chẳng cần tốn tiền mua thuốc, huyết áp ổn định, bách bệnh tiêu tan. Ai cũng nên biết để sống khỏe, sống thọ. Tăng huyết áp là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế trên toàn thế giới, cụ thể là gây ra đột quỵ. Nếu bạn đang sống chung với tăng huyết áp thì đừng bỏ qua video này. Video này chia sẻ tới bạn một phương pháp tự nhiên, an toàn với sức khỏe, giúp huyết áp được ổn định, tim khỏe mạnh và phòng ngừa đột quỵ. Rất nhiều thông tin hữu ích về sức khỏe sẽ chia sẻ tới bạn. Và bây giờ chúng ta cùng thực hiện. Nguyên liệu đầu tiên mình sử dụng cho công thức ngày hôm nay đó chính là đậu đen xanh lòng. Các bạn có thể sử dụng bất cứ loại đậu đen nào mà các bạn đang có sẵn. Bạn có thể rang nhiều và để dùng dần. Với công thức này thì mình sẽ sử dụng 100g đậu đen. Đậu đen được biết đến với nhiều protein, chất xơ cũng như các dưỡng chất khác rất có lợi cho sức khỏe. Nó cung cấp nhiều loại dinh dưỡng thực vật như saponin, anthocyanin, camphorol, quercetin. Tất cả các hợp chất này đều có đặc tính chống oxy hóa. Có rất nhiều những lợi ích sức khỏe mà đậu đen mang lại cho chúng ta. Thứ nhất đó là giữ huyết áp ổn định. Vậy uống nước đậu đen có tác dụng gì trong việc điều hòa huyết áp? Hoạt động duy trì lượng natri thấp ở trong máu là điều rất cần thiết để giữ huyết áp được ở mức bình thường. Cho toàn bộ vào tô và rửa sạch, sau đó rang thơm. Đậu đen có hàm lượng hợp chất natri thấp tự nhiên và chứa kali, canxi và magie, tất cả đều có tác dụng làm giảm huyết áp một cách tự nhiên. Bạn có biết tại sao huyết áp cao lại tăng nguy cơ đột quỵ hay không? Nguyên nhân là tình trạng cao huyết áp có thể khiến quá trình máu lên não bị gián đoạn đột ngột, các tế bào não bị chết do thiếu oxy. Đột quỵ thường có biểu hiện từ từ, có những dấu hiệu báo trước không rõ ràng, cũng có thể xảy ra đột ngột, trong đó có một vài biểu hiện thường gặp là đột nhiên bị đau đầu dữ dội, choáng váng, chóng mặt, mất tri giác, hôn mê, đột nhiên nhìn mờ hoặc nhìn nhòe, có thể chỉ bị ở một bên mắt, nói ngọng hoặc không nói được, méo miệng, sụp mí, yếu hoặc liệt nửa người, tiểu tiện không tự chủ hoặc bí tiểu hoàn toàn. Tác dụng thứ hai phải kể đến của đậu đen đó chính là duy trì sức khỏe, xương khớp. Thành phần hợp chất phosphor, sắt, canxi, magie, mangan, đồng và kẽm có trong đậu đen đều góp phần xây dựng và duy trì cấu trúc xương cũng như sức mạnh của xương. Mà đậu đen là loại hạt rất giàu những khoáng chất này. Thứ ba đó là quản lý bệnh tiểu đường. Một số nghiên cứu đã tìm thấy những người mắc bệnh tiểu đường loại 1 ăn chế độ ăn nhiều chất xơ sẽ có mức đường huyết thấp hơn. Ngoài ra, những người mắc bệnh đái tháo đường loại 2 có thể cải thiện được lượng đường ở trong máu, lipid và mức insulin. Một cốc đậu đen 172g nấu chín đóng góp 15g chất xơ cho cơ thể. Còn chần chờ gì nữa mà không sử dụng ngay hỗn hợp như thế này. Thứ tư đó là ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch. Thành phần các chất trong đậu đen có chứa chất xơ, kali, folate, vitamin B6 và các dinh dưỡng thực vật trong đậu đen đều hỗ trợ cho sức khỏe của tim mạch. Chất xơ có trong đậu đen giúp giảm tổng lượng cholesterol trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Nghiên cứu đã chứng minh hợp chất quercetin và saponin có trong đậu đen giúp bảo vệ tim mạch, tác dụng làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bảo vệ chống lại những tổn thương do cholesterol xấu LDL gây ra, giảm lượng lipid ở trong máu và cholesterol trong máu, ngăn ngừa những tổn thương ở tim và mạch máu. Tác dụng thứ năm đó là ngăn ngừa ung thư. Vậy thì uống nước đậu đen có tác dụng gì trong việc phòng ngừa ung thư hay không? Đậu đen là một trong những loại thực phẩm có khả năng giúp chống ung thư vì nó có chứa 8 loại khác nhau của flavonoid. Đặc biệt, đậu đen rất giàu selen và saponin, đóng một vai trò rất quan trọng trong chức năng của enzyme gan và giúp giải độc một số các hợp chất gây ung thư, ngăn ngừa viêm và giảm tỷ lệ phát triển của khối u, ngăn chặn các tế bào ung thư được nhân lên và lây lan khắp cơ thể, ngăn chặn sự hình thành của các tế bào ung thư do đột biến DNA. Nó còn được biết đến với tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân, giảm những cảm giác thèm ăn khiến cho bạn cảm thấy no lâu hơn. Duy trì làn da mịn màng, ngăn ngừa lão hóa do trong nó có chứa 10 loại axit amin thiết yếu, đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình sản sinh collagen. Và đây là toàn bộ phần đậu đen mình có, mình sẽ cho vào nồi và thêm vào đó là 1 lít nước, đun trà trong 15 phút tính từ lúc nước sôi.
Trong lúc chờ đợi phần trà này được thì mình sẽ chia sẻ tới bạn một vài thông tin về chế độ dinh dưỡng để giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch hay đột quỵ. Bạn hãy duy trì một chế độ ăn uống thật lành mạnh, tập thể dục thể thao thường xuyên, không hút thuốc, không uống rượu. Bạn nên hạn chế muối, ít chất béo, tăng cường chất xơ, bao gồm như là hoa quả tươi, nhiều rau và ngũ cốc toàn phần. Tuy nhiên cần đảm bảo cả chế độ ăn cân bằng, không ăn quá nhiều một loại thức ăn nào đó, đặc biệt là đồ ăn nhiều muối hay đồ ăn nhanh. Có nghĩa là khi mà bạn bị tăng huyết áp, hãy bắt đầu phòng ngừa đột quỵ bằng cách tìm hiểu và thực hiện các chế độ ăn uống tốt cho tim mạch. Ngoài ra bạn cũng cần chú ý tránh để bị lạnh đột ngột, tránh tắm khuya hoặc ở những nơi gió lùa, tránh các trạng thái căng thẳng thần kinh, xúc động mạnh, đảm bảo giấc ngủ được tốt và an lành, tuyệt đối không hút thuốc, tăng cường ăn nhiều rau xanh như hoa quả tươi, tránh vận động thể lực quá mức. Cần đảm bảo chế độ ăn đủ chất, cân đối, không nên ăn quá mặn và nên dùng sẵn thức ăn mềm, dễ tiêu như là cháo, súp, sữa, nước hoa quả tươi. Và lưu ý đó là khám và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Phần trà của mình cũng đã làm xong và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhé. Các bạn sẽ sử dụng rây lọc để lọc bỏ phần xác đậu, lấy phần nước để nguội rót vào chai để uống dần. Bạn có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Mỗi ngày thì các bạn sẽ sử dụng 1 ly 350-400ml, sử dụng mỗi tuần từ 3-4 buổi như thế này. Nước đậu đen sau khi các bạn nấu xong như thế này, phần dư các bạn hãy bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Tác dụng của đậu đen mang lại cho cơ thể rất nhiều như vậy. Tuy nhiên, không nên lạm dụng quá mức thuốc uống này để tránh những ảnh hưởng sức khỏe và hãy sử dụng theo hướng dẫn mình đã chia sẻ. Và dưới đây có 3 nhóm đối tượng không nên sử dụng quá nhiều đậu đen. Ở đây mình nói là không nên sử dụng quá nhiều chứ không phải nói là không sử dụng được. Và cách sử dụng mình sẽ chia sẻ ở phía dưới. Đối tượng thứ nhất đó là những người thuộc nhóm cơ thể hàn lạnh. Đậu đen vốn có tính mát nên không dùng cho những người bị hư hàn như là loét hành tá tràng, dễ tiêu chảy mạn, chân tay lạnh, mệt mỏi, sợ lạnh. Nếu như uống nước đậu đen nhiều sẽ làm cho bệnh trở nên nặng hơn, khó điều trị dứt điểm, thậm chí còn làm phát sinh thêm các bệnh khác. Nhóm thứ hai đó là những người đang trong quá trình sử dụng thuốc. Đậu đen vốn là một loại hạt có tính năng giải độc. Bởi trong đậu đen có chứa các hoạt chất như protein, phốt pho hữu cơ, các kim loại nặng có thể kết hợp thành chất kết tủa. Vì vậy, nếu như bạn đang là người trong quá trình phải sử dụng thuốc mà uống nước đậu đen thì nước đậu đen sẽ phản ứng với các thành phần có liên quan trong thuốc, từ đó làm cho thuốc không thể phát huy được công dụng như mong muốn. Thứ ba, đó là nhóm người già, trẻ em và những người có thể chất yếu. Hàm lượng protein trong đậu đen rất cao khiến cho người già, trẻ em hay người có thể trạng yếu khó tiêu thụ hết lượng protein trong đậu đen. Vì vậy, khi uống nước đậu đen dễ gây ra các vấn đề về tiêu hóa, đầy bụng, đau bụng. Chỉ uống nước đậu đen để thưởng thức chứ không sử dụng nó thay cho nước uống hàng ngày. Chỉ uống nước đậu đen với một lượng vừa đủ. Và dưới đây là một cách làm hỗn hợp tự nhiên giúp bạn có thể phòng chống những cơn đột quỵ, giúp cho tim mạch được khỏe mạnh và huyết áp ổn định. Rất đơn giản mà bạn có thể làm cho cả gia đình của mình. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi. Nguyên liệu đầu tiên bạn cần chuẩn bị đó là chuối. Bạn cần 1kg chuối sứ cho công thức này. Chuối này thì bạn sẽ sử dụng chuối xiêm hay còn gọi là chuối sứ. Nếu không có thì bạn có thể sử dụng chuối tiêu bình thường nhé. Bây giờ thì bạn hãy lột bỏ phần vỏ chuối ra nhé. Theo tạp chí quốc tế về khoa học, thực phẩm và dinh dưỡng thì kết quả nghiên cứu thành phần hóa học và phản ứng đường huyết của chuối cho thấy mỗi ngày nếu như ăn một quả chuối như một bữa ăn nhẹ thì sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong việc điều hòa lượng đường ở bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, từ đó góp phần làm giảm nguy cơ đột quỵ. Trong chuối có chứa nhiều muối khoáng như canxi, phốt pho, sắt và đặc biệt là kali. Kali giữ một vai trò cực kỳ quan trọng đối với cơ thể, đặc biệt là hoạt động của trái tim, hạ thấp nguy cơ đột quỵ, giữ cho xương và cơ hoạt động khỏe mạnh. Chuối có chứa nhiều loại vitamin, trong đó nhiều nhất là vitamin C và vitamin B6, giúp duy trì chức năng thần kinh, chức năng của gan, trao đổi chất và tăng cường năng lượng cũng như tốt cho làn da, mái tóc và móng của bạn. Sau khi các bạn lột vỏ chuối xong thì các bạn hãy cắt chuối thành các khoanh mỏng nhé.
Vitamin C trong chuối còn giúp cơ thể chống lại sự tổn hại do các gốc tự do gây ra, giúp cho hệ miễn dịch của bạn được khỏe mạnh và giúp vết thương nhanh liền hơn. Chuối cung cấp một lượng carbohydrate vừa phải, ngay cả những người bị đái tháo đường khi thèm ăn vẫn có thể thưởng thức được 1/2 trái chuối các bạn nhé. Chuối là một nguồn cung cấp chất xơ rất lý tưởng, giúp cho đại tràng hoạt động được tốt, duy trì cân bằng cholesterol và huyết áp, làm giảm viêm. Bên cạnh đó, chuối còn giúp cho cơ thể cảm thấy no nhanh hơn, từ đó ăn ít hơn và giảm lượng năng lượng thu nạp, hỗ trợ quá trình giảm cân rất hiệu quả. Và trái chuối vàng là một nguồn prebiotic rất dồi dào, giúp cho hệ tiêu hóa được khỏe mạnh hơn. Đây là toàn bộ thành phẩm chuối mình cắt được các bạn nhé. Các bạn sẽ để sang một bên nha. Và nguyên liệu thứ hai bạn cần chuẩn bị ở đây đó chính là chanh. Chanh được biết đến là một nguồn thực phẩm rất giàu dinh dưỡng. Chanh có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, giảm các yếu tố nguy cơ bệnh tim, ngăn ngừa sỏi thận, hỗ trợ hấp thu sắt và thúc đẩy sức khỏe của làn da. Bạn cần 500 gram chanh cho công thức này. Với công thức này thì chúng ta sẽ sử dụng cả phần vỏ, cho nên các bạn hãy rửa thật sạch nó nhé. Bạn chuẩn bị một chậu nước lớn, sau đó thêm vào đó 2 thìa baking soda để có thể loại bỏ được bụi bẩn và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Bây giờ thì các bạn sẽ cho chanh vào và ngâm trong 10 phút. Chanh được biết đến là một loại thực phẩm cung cấp vitamin C rất dồi dào. Một quả chanh thì cung cấp khoảng 31mg vitamin C, chiếm 51% lượng vitamin C khuyến cáo hàng ngày cho mỗi người. Và nhiều nghiên cứu chứng minh vitamin C giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và đột quỵ, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Sau khi các bạn rửa chanh sạch thì bạn sẽ thấm khô cái phần vỏ chanh này nhé. Sau đó thì các bạn sẽ thái chanh thành từng lát mỏng, cũng không cần phải mỏng quá các bạn nhé. Chanh có chứa flavonoid, limonoid, kemphirol, quercetin và acid ascorbic là những hợp chất chống oxy hóa rất mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào, chống lại các gốc tự do. Và các nghiên cứu đã chứng minh trên 80 bệnh tật của cơ thể đều bắt nguồn từ các gốc tự do này. Chanh còn được biết đến với công dụng làm cải thiện sức khỏe của làn da, giảm tỷ lệ mắc bệnh tim mạch, ngăn ngừa sỏi thận, tăng cường hấp thu sắt và giảm tỷ lệ ung thư. Và đây là toàn bộ thành phẩm chanh mình thái được. Các bạn sẽ cho sang một cái tô riêng và để sang một bên nhé. Nguyên liệu thứ ba cho công thức này đó chính là đường phèn. Bạn sẽ cần 500g cho công thức này. Đường phèn rất giàu vitamin C, khoáng chất và axit amin thiết yếu. Một loại vitamin quan trọng đó là vitamin B12 cũng được tìm thấy trong đường phèn với hàm lượng rất tốt. Và đường phèn đã được chứng minh là rất có lợi trong việc giảm các vấn đề nghiêm trọng như là thiếu máu, cải thiện quá trình lưu thông máu và là thành phần trong một số các loại thuốc dùng để điều trị bệnh thiếu máu. Bây giờ thì bạn cần chuẩn bị một hũ thủy tinh đã được tiệt trùng sạch nhé. Sau đó thì các bạn sẽ xếp lần lượt từng lớp chuối, chanh và đường phèn cho đến hết. Sự kết hợp của chuối, chanh và đường phèn tạo ra một bài thuốc tự nhiên rất hiệu quả giúp cho mạch máu của chúng ta được khỏe mạnh hơn, đồng thời có thể hạ huyết áp, làm tan mỡ trong máu và phòng ngừa đột quỵ. Đây là một bài thuốc rất lành tính và an toàn với tất cả mọi người, đặc biệt là người lớn tuổi. Và vị của loại nước này cũng rất dễ uống, vị ngọt thanh của đường phèn và chuối xiêm hòa cùng với vị chua của chanh tạo nên một thức uống rất tuyệt vời, nó không hề khó uống các bạn nhé. Và bạn sẽ ngâm hỗn hợp này trong 21 ngày. Phần chuối và chanh đã ngâm với đường phèn sẽ tiết ra nước. Sau khi các bạn ngâm được 21 ngày thì các bạn hãy lọc bỏ phần bã và lấy nước nhé. Bên cạnh đó thì bạn nên ăn uống với chế độ dinh dưỡng hợp lý là cách phòng tránh đột quỵ hiệu quả nhất. Đó là ăn nhiều các loại rau củ quả, các loại đậu và ngũ cốc. Ăn nhiều thịt trắng, hải sản, trứng để bổ sung protein cho cơ thể. Hạn chế ăn các loại thịt màu đỏ. Hạn chế ăn các loại thực phẩm giàu chất béo, đồ chiên xào, thức ăn nhanh. Hạn chế các loại đồ ngọt, thực phẩm chứa nhiều đường. Uống nhiều nước lọc, nước trái cây và sữa đậu nành. Bên cạnh đó thì hãy tập thể dục 30 phút mỗi ngày nhé. Và ít nhất 4 lần mỗi tuần để làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch dẫn đến đột quỵ.
Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Bạn sẽ chuẩn bị 200ml nước ấm cộng với 3 thìa siro. Hỗn hợp này và khuấy đều lên, uống trước khi đi ngủ 1 tiếng và làm liên tục trong 3 tuần. Bạn sẽ thấy sự thay đổi tích cực của cơ thể. Và các bạn có thể lặp lại nó sau 6 tháng các bạn nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và an lành. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Bấm vào quả chuông để nhận thông báo về video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.